Ủa, dạ quên rồi, sợ cô đúng hả? Dạ đúng rồi đó. Có nên mấy lần hả? Em thấy á, cô Linh sách tay Winner đi vòng vòng vậy á. Trời, hổ báo vậy mà cũng sợ mẹ hả? Mẹ của anh Winner dữ lắm á, có mấy lần còn la Winner nữa. La là sao? La như vậy nè. Bây giờ chị là Winner, còn em là mẹ nha. Ok. Hả? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, tại sao con cứ chơi game hoài vậy hả? Con có rửa chén chưa? Con lau nhà chưa? Sao con có để em khóc hoài vậy? Trời ơi là trời, sao con có để mẹ la con hoài? Con có não không vậy? Trời, trời, con nhìn giống thiệt á. Dạ đúng rồi đó. Ông thiệt tanh nha. Ê, nhỏ nào mà ngồi giữa công viên mà cười hố hố vô duyên vậy? Con nhỏ hàng xóm nhà tôi á. Thôi bỏ qua đi. Ê, đừng nói với tôi nó là bạn gái ông nha. Gì? Nó? Ừ. Bạn gái tôi? Ừ. Ủa, ở đâu ra vậy? Cái con nhỏ xấu xí đó ấy, không bao giờ được làm bạn gái của tôi. Bạn gái của Winner là phải đẹp, đẹp, đẹp vô cùng. Đẹp cỡ tôi không? Gì vậy ba? Dạo này là tôi thấy ông có ý với tôi nha. Mày điên quá mày ơi. Bạn gái tao kìa. Gì? Ê, Thanh! Bạn gái tôi kìa. Anh Thần. Mình hợp nhau đến như vậy, ê, nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Ủa, người tao sao? Hả? Con nhà người ta thì đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, mới có bạn gái. Còn nhìn lại mình đi. Trời ơi, vừa xấu trai, vừa nghịch ngợm. Kiếm đâu ra bạn gái đây? Ôi trời, trời, trời ơi, có cái con ruồi chính dính trên mồm bà kìa. Mà thôi tôi không đùa nữa. Các người chống mắt lên coi. Bạn gái của Winner là xếp hàng dài dài. Hai người là không có cửa nha. Nhớ nha, nhớ nhớ nha. Đồ xấu xa. Chị Thi, em không ngờ chị Sáu gì mà chị hát hay ghê luôn á. Thêm một con nữa phản chị. Winner có bạn gái? Đúng rồi đó cô, con không có bị cận thị đâu. Nè Thi, cô không có nói dối cô nha, nha. Ờ cô, con không có nói dối đâu, con nói thiệt á, 99.99999% là con đúng luôn á. Winner nhà cô á hả, nó còn con nít lắm, nó còn khờ lắm. Với lại á, nó làm biếng lắm, ở nhà mẹ sai làm này sai làm kia còn không làm, thời gian đâu mà. Trời ơi cô ơi, trong lớp con ha, ổng mới được mệnh danh là sát thủ đào hoa á cô. Nè, ví dụ nha, hôm nay nha, tán nhỏ này, xong mai tán nhỏ khác, cái ngày mốt tán luôn chị lớp lớn luôn. Mới lớp 10 thôi mà còn muốn làm phi công luôn rồi hả? Trời ơi, sao nó khác với bà nó quá vậy? Trời ơi, phải cô... không con? Trời, cô lo lắng quá. Tối ngày toàn viết thư tình không à cô. Viết thư tình gửi cho người này, xong mai gửi cho người khác. À, nhớ rồi, hôm bữa cô tiết sinh á, hình như là tự nhiên á, bạn đi ngủ, không có học hành gì hết trơn. Xong, cuối tiết đứng lên tuyên bố cả lớp, tôi biết hết rồi. Biết hết rồi. Biết hết rồi. Biết hết rồi. Con cũng không biết bạn biết gì nữa. Trời đất ơi, biết hết rồi. Thôi chết rồi. Bếp cái này là của ảnh á. Thì ơi cô Linh không đứng vững được nữa. Thật cái dòng mà mấy cái thằng hụt học ngu là hay lên lớp tán gái lắm. Đợt này về thằng Winner chết với cô. Igo oje nae chae nokko gattoro. Ai, hôm nay tập cuối rồi. Hay quá. Rồi, đúng rồi. Ủa, mẹ con đang xem mà mẹ làm gì vậy? Coi hoạt hình đi. Không coi ba cái phim ngôn tình ngôn tiết rồi hung hít rồi trai gái yêu nhau kiểu đó, mẹ không có chấp nhận. Cái gì vậy? Thì thường ngày con vẫn còn xem, mẹ có nói gì đâu mà hôm nay mẹ làm sao vậy? Nhưng mà hôm nay mẹ suy nghĩ lại rồi, không được coi. Con coi lỡ con bắt chước rồi sao? Ủa, thì bắt chước thì đã sao nào? Trời ơi, Winner con nói gì vậy? Hả? Winner, nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè. Con nhìn nè. Ở trên trường có... con có hôn bạn nào chưa? Hả? Hả?
bạn đó cùng lớp hay khác lớp, rồi, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, rồi hôn để hôn nhau, rồi có làm gì nữa không? Nói mẹ nghe. Cái gì vậy mẹ ơi, hôm nay mẹ nghĩ cái gì vậy? Cái chuyện đấy mà mẹ nghĩ được hả? Thì con cứ nói mẹ nghe đi. Con cam đoan là không. Con ơi, trời ơi, nhau chết tôi rồi. Coi mấy cái phim này. Ủa sao mẹ xé tập chuyện này của con? Mẹ xé chuyện con hồi nào? Nè, rồi mấy cái này ở đâu ra? Chuyện trong này chứ đâu? Cái này là cái đi nó xé, mẹ có xé đâu. Mẹ bị làm sao vậy? Thằng này cái Candy nó vẫn còn đọc cái này mà. Candy làm gì biết đọc chữ, đọc cái này bậy mà. Mặt mẹ không thích con đọc cái này, con ngồi xuống đó nghe mẹ nói chuyện. Mẹ không thích con đọc mấy cái chuyện tranh này. Dư thời gian thì mình học bài hoặc là mình đọc những cái gì bổ ích hơn. Ví dụ như là đắc nhân tâm, là bí quyết thành công của người đàn ông, làm sao để mà trở thành một người đàn ông thực sự, làm sao mà để trở thành một người gọi là có tài. Đọc mấy cái này nhảm nhí. Chung là con không thích. Nè, coi tạp chí tạp đồ cứ mẹ cất là tha về thêm, cất là tha về thêm. Ủa cái gì vậy mẹ? Mấy cái này là con mượn của bạn con mà, sao mẹ dẹp lắm cái gì? Mẹ để lại yên cho con đi. Con ngồi xuống đó. Nè, bạn nào mà cho con mượn mấy cái quyển tạp chí mà phụ nữ ổng ẹo kiểu này. Mẹ là không có chấp nhận mấy cái này. Mẹ đốt hết, gom đốt hết. Hôm nay mẹ làm sao còn chịu mẹ luôn á. Cái thằng này, Winner, Winner, mẹ đốt nó nha. Sao không thương Hoa Tiết Ngọc như vậy? Mệt quá, giờ này mà còn Hoa với Hòa vậy nó bực mình quá. Chuyện gì? Thì cái chuyện nãy giờ em nói với anh Winner đó, nó cứ lẫn quẩn trong cái suy nghĩ của em. Em không có tập trung mà làm được cái gì hết á. Sao không tập trung được? Thì Winner giờ nó cũng lớn rồi, đâu phải lúc nào cũng la mắng nó là một cái cách để dạy nó đâu. Phải nói sao cho nó hiểu chứ em. Nhưng giờ em hỏi anh nè, nó có mới có bi lớn à, học hành á thì không lo, suốt ngày cứ chăm chú vô mạng xã hội rồi đọc truyện rồi đọc tạp chí tào lao thiên địa, rồi bạn gái bạn trai, anh hiểu không? Em không có kiểm soát được và em thực sự là lo lắng, em không biết mình phải làm như thế nào. Cái tuổi của Winner bây giờ làm sao mà em đòi kiểm soát được? Winner bây giờ nó đang là tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi này người ta gọi là sủ nhi đó, là thích thể hiện mình, thích tự do. Mình không được quyền gò bó nó. Mình phải là những người bạn của nó. Mình phải trao đổi với nó cởi mở thì mới được, hiểu không? Cởi mở là sao? Em chưa hiểu. Cởi mở có nghĩa là mình nói với nó tất cả mọi chuyện. Đã nói là một người bạn mà, thì có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện. Chuyện giới tính nè, chuyện học hành nè, chuyện tình yêu nè, trai gái như thế nào, cứ nói thẳng với con mình. Tào lao á, làm sao em nói được anh? Mấy cái chuyện giới tính rồi trai gái không lẽ kể ra cho nó nghe? Thôi em thấy ngại lắm. Bậy, bởi vì em có suy nghĩ đó cho nên cái khoảng cách giữa em và Winner càng ngày càng xa. Nó không biết chia sẻ với ai, đúng không? Nó phải lên mạng nó tìm hiểu. Thời buổi công nghệ mà, lên mạng mà chờ trên mạng nhiễu loạn thông tin rất là nhiều. Tin đúng cũng có, tin sai cũng có, mà nhiều nhất là mấy tin tầm bậy. Đó, nó coi những cái tin tầm bậy đó rồi làm sao? Rồi làm sao nè? Nó sẽ bị nhập vô. Thôi anh đừng có nói nữa, anh nói em suy nghĩ lo lắng quá nè. Trời đất ơi, rồi bây giờ em phải làm sao? Thực sự là giờ em không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Thôi bây giờ vậy đi, anh sẽ tìm một cái đường link về giáo dục giới tính, anh đưa cho em. Đó, em xem đó, xong rồi em sẽ có cái cách để mà gần gũi Winner, để mà nói chuyện với nó tốt hơn. Giờ có công việc rồi anh đi, về anh sẽ đưa cho em, vậy nha. Con chào cô Linh. Ủa? Thi? Dạ. Cô ơi, ngày mai hình như bạn Winner có hẹn Winner đi sinh nhật á. Đi sinh nhật? Ừ, hình như là ở biệt thự quận 2 á. Đáng vậy hình như là ba mẹ không có ở nhà, chỉ có một lớp tụi con thôi. Cho nên là hình như có uống bia nữa. Con sợ Winner cái có... Cái gì con nữa. Cũng hình như hết vậy. Nhưng mà... Cái gì? Đi sinh nhật mà còn uống bia nữa hả? Trời đất ơi. Bia vô thì... Trời ơi, ngày xưa tôi với ba nó có chuyện cũng vì bia. Tôi chết rồi Thi ơi. Ủa
Ôi, đứng lại. Cô là ai vậy? Cô là ai hả? Cô mẹ. Sao mẹ ở đây vậy? Đứng dưới đây mẹ nói chuyện. Bước tới. Con chào cô. Con nói với mẹ là con đi sinh nhật. Tại sao hai đứa này chở nhau ra công viên? Làm gì hả? Vừa ăn sinh nhật xong, xong vừa xong luôn á. Vậy tại sao ăn sinh nhật xong con không về nhà? Mà là hai đứa lại dắt nhau ra đây. Hai đứa dắt nhau ra đây làm cái gì? Hả? Rồi con của bé này là cái gì của con? Ờ, dạ con... Là người yêu, là bạn gái, đúng chưa? Dạ không cô ơi. Dạ, cười hả? Winner, mẹ đang nói chuyện hết sức nghiêm túc với con. Ủa? Tại sao vậy Winner? Hả? Mẹ đã cấm con rồi. Hai đứa con đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn. Hai đứa không thể nào phát triển tình cảm được. Muốn gì qua 18 tuổi lên đại học thì muốn làm gì làm. Hai đứa con lỡ mà có chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm? Ba mẹ của các con, ba mẹ như cô nè mới cực khổ, đúng chưa? Hai đứa nói gì đi. Giải thích làm sao được nữa đúng không? Đúng vậy. Hai người là gì hả? Là gì mà nắm tay giữa thánh thiên mạch nhật như thế này hả? Là gì? Là gì nói đi. Đôi ai vậy? Ủa, cô thiết nghĩ là bây giờ ở đây để một mình cô nói thôi. Đúng chưa? Con cũng nghĩ thế. Con im đi. Mẹ không có giỡn với con. Rồi còn con là cái gì của Winner nhà cô? Cô muốn nghe con nói. Mẹ ơi, đây là bạn gái của thầy dạy thể dục trong trường con đó mà. Dạ đúng rồi cô. Con không biết gì đâu. Bạn trai của con là thầy của em ấy. Rồi tại sao hai người đi chung ra đây hả? Thì đơn giản là chiều nay thầy có tiết trên lớp, thầy nhờ con đèo cô về thôi mà. Mẹ nghĩ cái gì đâu không à? Cô còn có gì muốn nói được không ạ? Dạ nói gì vậy Thúy? Thúy hiểu cô. Dạ cũng hết rồi, hết chuyện rồi, hết chuyện để hỏi rồi. Nếu vậy thì thôi, chiều nay em còn có tiết, giờ em phải đi có việc. Dạ rồi, chào cô nha. Cô để em đây mẹ. Dạ cô ơi, xin lỗi, nói chuyện nãy giờ chưa biết tên. Xin lỗi. Winner. Dạ, đây dạ, em. Dạ, vâng, dạ. Cô. Thì. Cô có chuyện muốn nói với con. Dạ con có chuyện muốn nói với cô chứ. Không, để cô nói trước. Để con nói trước à. Để con nói trước. Con xin lỗi con. Hey, đứng lại.